À vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc đầu VHS kiêm cả DVD của hãng Panasonic. Nó có cái tên mã là NVVP30. Sau đây em xin gọi ngắn là Panasonic VP30. Thực ra thì em cũng không muốn cho lên sóng cái model này, bởi vì bên phần cơ đĩa DVD nó đang lỗi không đọc. Nhưng mà có một bạn khách hàng ở Bắc Giang cùng quê với em là có đề nghị em là kiếm cho một cái đầu để bạn ấy chạy băng VHS, vừa chạy vừa có thể ghi được. Thì đêm nay em quyết định cho chiếc này lên sóng cũng là để cho bạn được nhìn thấy cái đầu. Nếu như bạn ưng ý thì anh em ta tiến hành giao dịch. Chiếc này thì nó sở hữu một cái mặt mặt nhũ sáng và điểm xuyết phần bên dưới là kính gương. Bên phần cơ VHS vẫn chạy tốt. Bây giờ em sẽ cho băng vào test một đoạn để các bác xem. と言われても言うべきことは言うぞ。やめてお願い。子供はいつまでも子供ではない。ウェンディを一人部屋に移しなさい。お父さん、ジョージ、まさか。やだ。決めたぞ。ウェンディは、とにかくで子供部屋から出るのだ。もう決めた。口答えは許さん。Giờ chúng ta bàn thêm một chút về cái ổ bên băng VHS. Bên phần băng VHS thì nó ghi rõ là Super Driver, có nghĩa là cái phần chống từ này nó sẽ bao gồm từ hình là một cặp từ kép và một cặp từ đơn đảm nhiệm cho phần bên tiếng hi-fi. Chiếc đầu này tiếng hi-fi còn rất tốt. Có thể nói là đời chủ cũ người Nhật, người ta rất ít sử dụng bên cái phần băng VHS này. Em cũng mới đút băng vào cho chạy khoảng vài lượt thôi. Bên họ chắc thời gian sử dụng cái cơ này tính bằng giờ. Bên tay phải là ổ DVD. Ổ này thì mắt thì còn ngon, nhưng mà cái motor để quay đĩa là nó đang có vấn đề. Do vậy là nó báo no disk không đọc, trong khi là vẫn ra vào bình thường. Bạn ở Bắc Giang nếu như mà cầu kỳ thì có thể đưa qua thợ nó thay cái motor quay đĩa này là lại chạy bình thường thôi. Mình đảm bảo là mắt đĩa còn ngon. Có một cái điểm mà như bạn yêu cầu, đó là cái phần băng VHS nó phải ghi được. Và cái đầu này cho phép ghi băng VHS. Đây, bạn nhìn vào cái hàng phím bên trong này, có thể thấy đây là cái nút REC này. Đó. Nó sẽ có hai đường vào. Đây là đường line 2 và phía sau là đường line 1. Chúng ta chuyển ngõ vào bằng cái phím này, bằng hai cái phím nằm cạnh cái nút REC này nhé. Khi ấn vào đây này, đây là đang L1 này, đây là L2 này, tức là đường vùng sen phía trước mặt. Ấn lùi một cái thì là L1 là đường vùng sen phía đằng sau. Chúng ta có thể lấy tín hiệu từ những cái cục Android box này,
hoặc là có thể lấy tín hiệu từ một cái đầu đĩa khác hoặc nguồn phát khác để đưa vào cái đầu Panasonic VP30 này để tiến hành ghi băng VHS. Chỉ có một cái điểm lưu ý như sau. Tất cả những cái đầu VHS sử dụng trong nước Nhật đều chỉ có một hệ màu, đó là hệ NTSC. Khi chúng ta ghi băng thì phải có một cái điểm lưu ý là hệ màu của TV nhà chúng ta là hệ PAN. Những cái cục Android box này hoặc là những cái cục box của các hãng truyền hình nó bán cho chúng ta ấy thì nó cũng mặc định là hệ PAN. Do vậy trước khi đưa tín hiệu vào cái đầu đĩa này, chúng ta phải đảm bảo một điều rằng chúng ta đã chuyển hệ đường ngõ vào sang hệ NTSC. Đó là một. Cái thứ hai là nếu như cái thiết bị của chúng ta nó không hỗ trợ cái vấn đề chuyển sang hệ màu NTSC thì chúng ta có thể mua một cái thiết bị chuyển đổi. Nó được bán rất nhiều ở trên Lazada và ở trên Shopee. Những cái đó thì nó rẻ thôi. Cái bộ chuyển đổi từ HDMI sang bông sen kiêm luôn cả chuyển đổi hệ màu, cái đó thì nó có khoảng độ 200-300 ngàn thôi. Đó, nếu mà bạn ở Bắc Giang mà muốn mua cái đầu này mà muốn ghi băng thì bạn phải lưu ý cái vấn đề đó. Đó là cái vấn đề tương thích về hệ màu. Còn những cái đầu VHS mà đa điện áp thì đa phần chúng nó có thể chạy được gần như tất cả các hệ màu, bao gồm hệ PAN, hệ xe cam, hệ NTSC 3.58 và hệ NTSC 4.43. Em cũng là một người chơi đầu VHS đến mòn cả ngón tay. Em có cái đầu VHS đầu tiên vào năm 1994, tức là cách này vào khoảng 26 năm về trước. Và em chơi vào khoảng trên 30 cái đầu VHS. Cũng một thời phim trưởng Hồng Kông, rồi phim Lý Tiểu Long, phim bộ của Hồng Kông, vân vân, nhiều lắm. Cũng một thời đi thuê phim, thuê băng. Nói chung là nói đến cái tình huống này thì chắc là có khá nhiều bác cũng đã từng trải qua giống như em. Bây giờ thì em sẽ test cái khoản tua ở trên cái đầu VHS này để cho bạn mua yên tâm này. Đây đang play. Stop đi này. Bây giờ chúng ta tiến hành tua đi chứ. Dòng này nó tua trả băng cực kỳ nhanh. Và lời khuyên của mình dành cho bạn là không nên dùng cái đầu này để tua băng. Nó rất hại đầu từ bởi vì cái tốc độ tua nó quá cao. Những cái con đầu VHS đời thấp khi nó tua ấy là nó sẽ kéo càng cua về. Nó tua ở chế độ kéo càng cua thì nó không miết vào đầu từ nha. Còn những con đời cao bao giờ nó tua nó cũng ôm đầu từ như thế này. Với cái tốc độ tua trả băng cực kỳ cao như này nó sẽ gây hại cho đầu từ. Do vậy không nên dùng cái đầu này để tua. Đây là tua về này. Các bác có thể thấy cái tốc độ trả băng của nó cực kỳ nhanh. Thường thường là những người chơi đầu băng VHS bao giờ cũng có một cái máy để tua trả băng, hoặc là mua một cái rẻ rúng nhất phải mua được cái quay tay để tiến hành trả băng. Chứ mà dùng chính cái đầu để tua trả băng nó hại đầu lắm. Play cái coi.
tiếng hi fi bạn nhé. Tất cả những cái đầu mà đời cao kiểu này bao giờ nó cũng có cái mạch gọi là auto tracking. Nó sẽ tự động chỉnh đến cái khoảng nét nhất và âm thanh hi-fi rõ ràng nhất, nó sẽ dừng ở đó. Nếu như mà băng có đoạn xước trượt qua thì nó cũng sẽ lại auto tracking lại từ đầu, để làm sao mà chúng ta có được cái khoảng hình ảnh và âm thanh tốt nhất. Những cái dòng đầu như thế này thì đừng bao giờ mong có nút tracking chỉnh tay để cho chúng ta bấm, không có đâu. Giờ bạn nhìn vào đây, mình sẽ hướng dẫn sơ sơ một chút. Cái cụm jack đằng này, đây là đường xuất số 2. Đường xuất này chỉ xuất ra bên phần DVD thôi. Bên phần băng VHS là chúng ta lấy đường xuất ở bên này. Đường xuất số 1, đường này xuất chung cả DVD và VHS. Còn đường bên này nó chỉ xuất mỗi DVD không thôi. Đây là đường hình xuất ra, đây là hai đường tiếng xuất ra. Ở bên dưới là đường vào số 1, hay còn gọi là đường L1. Chúng ta lấy tín hiệu hình và hai đường tiếng đưa vào cái cụm ba giác này để tiến hành ghi băng. Chuyển cái chế độ về cái đường L1 như đoạn đầu mình đã hướng dẫn. Còn đây là thông số phía sau này, Panasonic NV-VP30, công suất tiêu thụ nguồn 22W, điện áp sử dụng 100V, Made in Japan. Khi chúng ta sử dụng bên phần đĩa DVD là nó có xuất ra đường quang. Còn khi chúng ta dùng băng VHS là nó không xuất ra đường quang đâu. Chỗ này thì chúng ta không cần quan tâm đến làm gì, bởi vì đây là bên phần thu cái truyền hình số mặt đất. Về bên phần cơ VHS là còn cực đẹp, rất mới, đẹp, không chê được. Để đảm bảo có một cái đầu VHS ghi tốt thì bộ cơ phải zin tuyệt đối, zin từ cái càng cua trở đi. Bởi vì em cũng là người đã từng ngồi vọc vạch ghi không biết bao nhiêu cái băng VHS rồi, và em nhận ra một điều rằng muốn ghi được một cái băng VHS ngon, trước tiên bộ cơ phải zin tuyệt đối, không được phép chỉnh chọt vào cái càng cua này, không được phép chỉnh vào cái bộ đầu từ tracking và đầu từ mono này. Đó là một. Cái thứ hai là đầu từ hình và đầu từ tiếng ở trên mâm phải zin tuyệt đối. Điểm thứ ba là trước khi ghi là chúng ta phải lau sạch đầu từ xóa. Đầu từ bên tay trái màu đen là đầu từ xóa. Làm sạch đầu từ xóa, đầu từ tracking và mâm drum chống từ trước khi tiến hành ghi băng. Điểm tiếp theo nữa là chúng ta phải xem xét cái băng mà chúng ta đang chuẩn bị cho vào ghi, sợi dây băng có còn tốt hay không, có bị mốc hay không, có bị nhăn hay không. Nếu bị mốc thì chúng ta phải tiến hành tẩy mốc trước. Nếu bị nhăn thì tốt nhất là không nên dùng cái băng đó để ghi. Đó là những cái trình tự để mà ghi một cái băng VHS làm sao cho nó tốt. Chiếc đầu này nó có hai đường vào, một đường phía trước và một đường phía sau. Hiện tại ví dụ như là đang ở cái đường L1 này thì bạn cắm cái đường bông sen vào một đường hình và hai đường tiếng vào cái cụm jack phía sau kia. Cắm cái đầu này lên một cái màn hình kiểm tra, cho băng VHS vào và ấn cái nút REC ở đây. Đó. Nếu như nó hỏi có cần ấn thêm nút play thì ấn nút play, còn nếu nó không hỏi ấn play là cứ thế ghi thôi.
trình tự để ghi một cái băng VHS nó tương đối dễ dàng. Nếu như cái băng nào mà bị bẻ nẫy như thế này, đó, cái nẫy chống ghi ở đây đã bị bẻ đút vào thì là sẽ không ghi được. Muốn ghi thì chúng ta phải nhét một tờ giấy vào đây, cho một cái giấy vào đây cho nó đầy cái khoảng cái họ mễ thì mới ghi được. Đó, cái cuộc chơi đầu VHS thì nó cũng khá là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nguồn băng VHS hiện tại còn khá nhiều người vẫn còn lưu trữ được. Có những cái thước phim nó vô cùng giá trị. Cái điểm thứ hai là cái thứ âm thanh mà những cái đầu VHS nó tạo ra, nó thực sự nó rất mộc mạc, nó gần như là thuần analog. Cứ cái đầu nào mà đầu từ hi-fi còn ngon thì tiếng xuất ra nghe rất sướng. Nếu như một cái băng VHS còn ngon ấy, chất lượng âm thanh nó còn hơn cả đĩa CD. Quả này thì rất nhiều bác chơi những cái băng VHS hiểu em đang nói cái gì. Đây là vỏ nắp. Nói chung là đổ bãi không bao giờ tránh được cháy xước. Cái chiếc đầu này thì em bán với giá 1,1 triệu và cũng không có remote kèm theo, chỉ có đầu thôi, không có remote. Xin mời bạn ở Bắc Giang vào xem đầu, nếu ưng thì nhắn lại cho mình để tiến hành chốt cụ thể. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.